Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS đã bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Nga tham gia vào cuộc đảo chính quân sự tại Niger. ECOWAS cũng khẳng định sẽ không cho phép Tây Phi biến thành nơi diễn ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Trước đó, ngày 26 tháng 7, nhóm nổi dậy ở Niger đã tuyên bố phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum, đóng cửa biên giới quốc gia, ban hành lệnh giới nghiêm và đình chỉ hiến pháp, cũng như cấm các đảng phái chính trị hoạt động. Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc do tướng Abdurrahman Shiani nắm quyền lãnh đạo, được thành lập để điều hành đất nước. Tổng thống Bazoum vẫn bị giam giữ tại nơi ở, bất chấp việc tối hậu thư của ECOWAS cho chính quyền quân sự ở Niger đã hết thời hạn. Cho đến nay, giới lãnh đạo đảo chính ở Niger chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy. Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ECOWAS về tình hình Niger, Tổng thống Cote d'Ivoire tuyên bố, các nhà lãnh đạo của khối kinh tế này đã nhất trí phát động một chiến dịch quân sự ở Niger càng sớm càng tốt.